chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. 1. Số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 4 trên cả nước. 2. Hà Tĩnh thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19. COVID-19, số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 4 trên cả nước. Thành phố ghi nhận 376 ca nhiễm trong vòng 20 ngày, xếp thứ 4 cả nước sau Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt bùng phát dịch cộng đồng lớn nhất từ đầu năm 2020 đến nay. Tròn 20 ngày khởi phát đợt lây nhiễm mới từ ngày 18 tháng 5, số ca COVID-19 tăng lên 376. Từ hôm qua đến sáng nay, thành phố ghi nhận thêm 43 ca nhiễm, chủ yếu liên quan ổ dịch trong nhóm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Song ca mắc mới phần lớn đều đã cách ly, tổng số người lấy mẫu xét nghiệm hơn 410.000 tính riêng từ ngày 26 tháng 5 đến nay. Trừ huyện Cần Giờ, 21 trong số 22 quận huyện còn lại của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu đều ghi nhận các ca mắc liên quan ổ dịch này. Nhận định biện pháp phòng chống dịch trong một số cơ sở tôn giáo còn bất cập, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản gửi các tổ chức tôn giáo đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tập trung đông người tại nơi thờ tự. Địa phương hướng dẫn chức sắc tín đồ thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Người đứng đầu, đại diện tổ chức tôn giáo, hội nhóm sinh hoạt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành quy định khiến dịch bệnh lây lan. COVID-19, Hà Tĩnh thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19. Người đàn ông 38 tuổi sống trong khu phong tỏa và nam nhân viên quỹ tín dụng 26 tuổi, sáng ngày 7 tháng 6 kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. Người đàn ông 38 tuổi trú tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du trong khu vực đang bị phong tỏa vì có các ca nhiễm nCoV. Nam nhân viên tín dụng 26 tuổi trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, làm ở phòng giao dịch quỹ tín dụng xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Xã Thạch Trung trước đó đã phong tỏa thôn Đoài Thịnh, riêng thôn Hồng Hà chưa cách ly. Hiện hai người nghi nhiễm đã được đưa tới các cơ sở y tế cách ly điều trị. Công tác điều tra truy vết F1, F2 đang tiến hành. Nguồn lây của hai ca nghi nhiễm mới này chưa được công bố. Hai ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, hiện xem như ca nghi nhiễm. Tính từ ngày 5 tháng 5, Hà Tĩnh ghi nhận 7 ca nhiễm nCoV cộng đồng, đều liên quan đến vợ chồng về từ Bình Dương. Ngoài hai ca nghi nhiễm vừa phát hiện, đến nay tỉnh có 16 ca COVID-19, 8 bệnh nhân đã xuất viện, 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, 3 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội điều trị. Tỉnh đang cách ly tập trung 406 người, cách ly tại nhà 4.206 người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.